Bảy mẹo bố chăm con khỏe mạnh trong suốt mùa lạnh là cha mẹ. mối quan tâm lớn nhất của bạn là chăm sóc con yêu đúng cách, đặc biệt là trong lạnh. Khi thời tiết chuyển mùa, việc giữ an toàn cho bé và khiến bé cảm thấy thoải mái hơn càng trở nên khó khăn hơn. Chăm sóc trẻ sơ sinh có thể là một nhiệm vụ thực sự khó khăn. Vì thời tiết lạnh giá có thể thực sự khó khăn nếu một số điều quan trọng không được quan sát đúng cách. Hình ảnh các ông bố dành thời gian cho con trong mùa lạnh thật đáng yêu có thể là ôm ấp trong chăn hay một tay ôm đứa trẻ tất cả đều trông rất đẹp tuy nhiên viễn cảnh đẹp như mơ này có thể dễ dàng bị phá vỡ bởi một đứa trẻ bị ốm trong mùa đông chăm sóc em bé sơ sinh trong mùa lạnh là một trong những trách nhiệm hàng đầu của bố và con bạn cần mọi sự giúp đỡ để có thể khỏe mạnh trong suốt những tháng lạnh giá này trẻ sơ sinh cần được chăm sóc và hỗ trợ liên tục cho đến khi chúng đạt đến mức có thể tự duy trì một cách tốt hơn dưới đây là một số mẹo về cách chăm sóc trẻ sơ sinh trong mùa lạnh mà bố cần biết một Đừng đắp chăn dày đắp một chiếc chăn dày đẹp cho con bạn để giữ ấm cho con dường như là cách tốt nhất để con cảm thấy ấm áp trong mùa lạnh. Nhưng đó không phải là cách an toàn nhất cho con bạn. Vì trẻ sơ sinh luôn hiếu động và chưa thể cầm nắm điều khiển mọi thứ. Việc kéo chăn che kín mặt đôi khi có thể dẫn đến đột tử. Vì vậy, hãy sử dụng những chiếc chăn trẻ em nhẹ và duy trì nhiệt độ phòng ở mức tối ưu. 2. Không sử dụng quá nhiều sản phẩm các ông bố thường rất năng nổ khi được vợ yêu cầu chăm sóc con. Và đôi khi là nhiệt tình quá mức, đặc biệt là khi tắm cho bé trong mùa lạnh, sẽ có vô số những sản phẩm như xà phòng cho tóc, sữa tắm cho thân thể. Sau đó là bôi kem làm ẩm trên môi, kem làm dịu trên má, rồi kem bôi ngực, kem bôi chân. Điều này chỉ khiến làn da mỏng manh của bé trở nên khô hơn. Hãy sử dụng chỉ khi nào nào cần thiết, thậm chí tắm nước ấm không cần xà phòng cũng đã đủ cho con. 3 mặc quần áo thoải mái để bảo vệ con mình khỏi mùa đông lạnh giá. Nhiều ông bố bà mẹ cho rằng nên quần áo len dày, đeo bao tay. Tất và đội mũ kín đầu, hạn chế bé cử động. Hãy chọn quần áo tùy thuộc vào nhiệt độ phòng. Chúng phải bao phủ toàn bộ cơ thể bé nhưng không được xít cổ. Có túi ngủ là tốt nhất. 4. Tuần thủ lịch tiêm chủng mùa đông là thời điểm trẻ sơ sinh có xu hướng đổ bệnh và mức độ miễn dịch của chúng cũng giảm. Nhưng đó không phải là lý do để bỏ qua bất kỳ loại vaccine nào. Về bối cảnh, điều tối quan trọng tuân thủ lịch tiêm chủng để cải thiện miễn dịch của trẻ. 5. Mát xa cho bé bất kể con bạn sinh vào mùa nào, việc xoa bóp cho con cũng được các bác sĩ và người chăm sóc khuyến khích. Chính hành động xoa bóp sẽ kích thích lưu lượng máu trong cơ thể và do đó làm tăng cảm giác hạnh phúc cho em bé của bạn. Bố có thể tham khảo cách mát xa bé ở những trung tâm chăm sóc trẻ em nhé. 6. Khuyến khích mẹ cho con bú thường xuyên sữa mẹ là một kho kháng thể và chất dinh dưỡng giúp trẻ tăng cường khả năng miễn dịch và bảo vệ trẻ khỏi các bệnh thông thường. Do đó, bố hãy khuyến khích mẹ cho con bú sữa mẹ, đặc biệt là trong mùa lạnh. Hãy tạo điều kiện và giúp mẹ có thời gian dành cho con nhé. 7. Cho con đi công viên trừ khi ngoài trời quá lạnh. Nếu không thì bố thỉnh thoảng cũng nên ẵm con ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Phải đảm bảo rằng em bé được bảo vệ từ đầu đến chân trước khi đưa bé ra ngoài nhé mùa đông là thời gian vui vẻ bên gia đình và con cái nhưng cũng có thể sinh ra vô số bệnh tật biết các biện pháp chăm sóc cho trẻ sơ sinh phù hợp có thể giúp bố bảo vệ con khỏi các bệnh khác nhau